Thì mình chán bỏ mẹ. Rõ ràng mệt mệt lắm, đi đi xa lắm. Nếu mà đi xa thế chắc chỉ sẽ đi xe Nghe buýt bốn chục cây chỉ để đi chơi á, có khi em chả đi nữa đâu. thì mới bảo là đi xa thế chỉ sẽ đi xe buýt. Thế Ở anh cái nha, bít à, cái bít của ấy đấy, cái bít của Vin đồ hả? xịn. Cái xe đấy là đi từ đâu đến đâu nhỉ? Đi từ chỗ chắc là chỗ Tây Hồ, chỗ hình như từ chỗ Tham City ấy chị ạ. Có một xe Đi là từ từ Tham, Tham. có một xe là đi đi từ Tham, một xe là đi từ Tây Hồ. Đi từ Tham thì có khi là chị đi được. Chỗ mình ở Minh Cái xa Khai, quá thì chị không ở nhà. tại vì nó có nhiều điểm mà mình không biết ấy, kiểu mình không biết được, không 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 có cái app gì mà để tra cái biết đấy. Thôi có Có khi nghĩ không đi vậy. nữa, chị đừng nghĩ bữa nào thì tối hôm đấy đi ăn đi. Em ở cổng cũ chị ạ. Cổng biệt thự giữa mát đấy. Mình đi hôm nào thì tối hôm đấy đi ăn hay như nào? Là gì Ừ, sao? thì hôm nào chị rảnh đi, tại vì chị là cái người cần cần khó rồi là khó xin nhất mà. Còn em thì tối Giữa nào má phải gì? ừ Ở bên trái nếu nhỉ? mà không đi được thì tối thứ sáu đi ăn thì Có làm sao nào cứ giờ. xuống bên này. Nếu không đi được đâu Ủa thì biết sao đi em ăn cứ tối. xuống bên này mà. Bên nào Bên là này ấy em nhỉ? ơi. Trời À ơi em ô không nhìn hợp luôn nè. Rồi rồi nhảy nhảy choáng nhảy choáng nhảy choáng rồi từ từ đấy. Rồi, đấy. Thế là đẹp. Đi được. cây xa cây xa cây xa cây xa cây xa. Cây xa cây Nào ở xa. bên này. Ok. Ô có một đứa dưới hầm kìa, đen chan đứng Đây dưới hầm. là Đi sau nhỉ. ôi cây xa ba đứa giải máy à, Đồ giáng sinh là toan rồi đấy. bốn đứa Hạ sĩ đi, hạ sĩ bên này, bên này bên này hạ sĩ đi. Đồ giáng sinh là chúng ta toan rồi. Chẳng thể đéo được gì. Em cứ gì đi về về giờ về ghế này có được ở ghế có được ở ghế có được ở ghế hai đứa ui giờ đông lắm về ghế em ơi từ từ phải kéo về từ từ kéo vào về rồi kéo về từ 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 đợi 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 từ từ rồi 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 đẹp 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 ai hai 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 Ủa, kéo 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 mày về kéo mày về. Tiếp theo thì phó lên phát. Đẩy mất mẹ gương rồi, bực thế nhở? Giữa nhà em ơi, giữa nhà chỉ bị đẩy mất gương rồi, lỗi quá. Giữa nhà là giữa mát đúng không? Ừ, giữa mát. Rửa mắt ba đứa này. Gương hay không? Đỉnh vai. Đứa nào cũng tan tác như thế này để chị ăn nốt cái chanh. Treo Rồi đi. treo đi. Sao mày cái tối như này thì treo đi. Ủa nó đâu rồi? Ủa em ơi. Em cầm thêm vọng tuyên phó. Ủa con mì nhân nó vừa gục ở đâu vậy? Em không biết. Ủa? Sao chị vừa đánh nó đây mà rồi nó gục ở đâu thì không thấy luôn này. Trời má. Ủa alo. Ôi bạn ơi bạn bạn làm gì đây? Trời ơi, bạn thấy mình hay chưa? Con Phương ơi, là con nhân cả. Chào con nhân cả.
Dạ, sao mắt. Đây nha, lên nổi rồi. À, cái gường đặt như trước vậy. Em ơi, có bị nhân ở biệt ở nghĩa địa cứu chị. Ok ok. Là chỉ là cái gương lỗi mất rồi. Ngày sang múa nó đi rồi, ngày sang múa rồi. Canh thử chỗ đây khó quá. Ơ kìa, con mỹ nhân đó đó. Đó. Nó vừa đi qua em xong. Nó vừa đi qua em đó. Còn hai sọ bạn đấy là gì? Là cái đặc biệt chọn. Thằng xiên kìa, thằng xiên cái thằng hít. Cái thằng hít cú. Ông chào tao mẹ luôn. Hải ơi, xiên này, xiên này. Ở đấy tử đúng không? Đúng rồi, không qua thôi mình ghê cũng được. Ghê. Thả mẹ. Ôi, đúng rồi. khỏi cứu. Rồi, khỏi cứu rồi, đừng cả đến nào cứu được hết đấy. Ê, con bé! Mẹ nó móc ạ! Má! Cái thế! Ui! Kia còn có cú chị thế! Nó lát! Cái gái! Ôi hay. Ô. Thằng xe nhiều cú lắm nha. Đổ. Ây da, em nó súng. Bắt được chưa? Được chưa? Phải nhanh thế. Painter mà. Nó không có máy nào dùng. Nó làm gì nhau. Chết đi. Lát cái lồng đèn đồng hồ. Ghế bên tơ. Trời ơi. Nhiều mà nó không bị dí rồi, nó cứ đi theo nó hít đi. Khi gãy đầu chợt để thấy nó đi hít rồi. Để chết đi. Hay quá. Ở đây. Hello Sia. Rồi, hít nữa đi bạn. Để ghê nhá, để về ký của là sư sau lưng em ạ.
Không ai có người không? Không ai, không ai. Okay. À có. Có nhân này. Thuyền phó. Chết luôn. Chạy nhanh thế nhở? Messi. Trời ơi. Nhân đang ở chỗ chị à chứ? Chị, ừ, nhân đang ở chỗ chị. Thằng này luôn đi. Ok. Trời ơi, giam đứng. Ơ. Dính rồi. Ủa, em nấu làm chi á? Dính rồi mà. Đó. Cái hầm nó đâu, nó chạy được hầm mới vui nè. Ôi, chạy được hầm thật. Vào đây vậy? Chết nhanh dữ ha. Còn kia chết nhanh dữ. À biết thế, em chờ tí rồi nổ mèo đúng không? Không, quả đấy chị, quả đấy khi nãy chị thấy em dính mèo, em nhảy được choáng được mà, em nổ sớm quá.